Phật dạy hạnh tri ân là cao quý nhất đối với pháp bố thí, pháp trì giới, vân vân, mà các thiện nam thiện nữ còn biết tri ân, huống nữa là đối với Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng vì chư thiên tử tự niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, chẳng có định tướng, khiến có người chẳng biết quý trọng, nên Phật dạy rằng ta là đấng tối thượng trong ba cõi. Thế nhưng ta còn cung kính cúng dường tôn trọng, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, huống nữa là các hàng trời người. Lại có người nghi rằng Phật xem thế gian tướng là như hư không tướng, chẳng nên chấp đắm. Như vậy vì sao Phật lại tham đắm Bát Nhã Ba La Mật, lại cung kính cúng dường tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật? Bởi vậy nên Phật dạy, ta chẳng có tham tâm, mà chỉ dùng phương tiện phân biệt các pháp thiện ác, các pháp có lực dụng nhiều hay ít, để chỉ cho chúng sanh biết rõ Bát Nhã Ba La Mật có quay lực tiêu trừ hết các hí luận, tận diệt hết các khổ, khai mở đạo nhất thừa, có vô lượng công đức. Bởi vậy nên ta cung kính cúng dường tôn trọng tán thán Bát Nhã Ba La Mật, ví như người dẫn đường biết rõ con đường nào tốt, chẳng có hoạn nạn, nên vẫn thường nhớ nghĩ đến con đường ấy nhằm hướng dẫn đoàn người đi theo mình được an toàn. Cũng như vậy, Phật biết rõ hết thảy pháp đều là vô tác tướng, đều chẳng có tác giả làm ra, đều là rốt ráo không, nên đã dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nhằm dẫn dắt chúng sanh vào nơi thật tướng pháp. Ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi: nếu hết thảy pháp đều là độn tướng, đều chẳng thể biết, chẳng thể thấy, thì làm sao Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật khai thị thế gian pháp tướng? Phật dạy: hết thảy pháp chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, đều là hư vọng, đều chẳng kiên cố. Lại nữa, vì hết thảy pháp đều chẳng có chỗ y chỉ, đều chẳng có gì trói buộc. Bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Hành giả phá hết thảy các pháp tướng mới nhập vào được pháp không. Ví như nếu chấp có, thì khi phá pháp tướng sẽ thấy không, nhập vào pháp không. Nếu chấp thường, thì khi phá pháp tướng sẽ thấy vô thường, nhập vào pháp không. Nếu chấp thật, thì khi phá pháp tướng sẽ thấy rốt ráo tận, nhập vào pháp không. Nếu chấp ngã, thì khi phá pháp tướng sẽ thấy vô ngã, nhập vào pháp không. Nếu chấp nhất thiết chủng trí, thì khi phá pháp tướng sẽ thấy rốt ráo ly nhất thiết chủng trí, nhập vào pháp không, vân vân. Như vậy là hết thảy các pháp tướng đều nhập vào không tướng. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp đều chẳng có chủ trú, chẳng có chỗ y chỉ, chẳng có bị ràng buộc, chẳng có bị lệ thuộc, nên là bất sanh bất diệt. Cũng do vậy mà nói, thật tướng pháp chẳng bị trói buộc trong ba cõi. Vì sao? Vì ba cõi là hư vọng, là chẳng thật có. Do ba cõi đều là hư vọng, nên nói hết thảy pháp đều là vô tri giả, vô kiến giả, tức là chẳng có người biết, chẳng có người thấy vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Ở nơi đây, Phật muốn nêu lên các nhân duyên cho thấy rằng, ở nơi thể tánh, các pháp chẳng có sanh duyên thức dẫn đến, chẳng có sanh duyên nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là chẳng biết, chẳng thấy hết thảy các pháp vậy. Hỏi: thức chẳng sanh sắc, nay vì sao lại nói sắc chẳng sanh thức? Đáp: vì tướng não hại là tướng của sắc. Thế nhưng do nơi thức mới phân biệt các pháp tướng, phân biệt các pháp do các duyên hòa hợp sanh. Ví như do duyên thân xúc trần mà phân biệt biết đất có tướng cứng, lửa có tướng nóng, gió có tướng di động, vân vân. Như vậy là chẳng thể rời thân thức mà biết được tướng của các pháp vậy. Tuy nhiên khi vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi thì sẽ biết rõ các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh. Vì do nhân duyên hòa hợp sanh nên hết thảy các pháp từ sắc,
dẫn đến nhất thiết chủng trí, đều là tự tánh không, đều là vô sở hữu. Như vậy là Bát Nhã Ba La Mật khai thị thế gian pháp tướng không. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, khi quán các pháp dù lớn dù nhỏ, dù ở trong dù ở ngoài, đều biết là rốt ráo không. Như vậy gọi là Bát Nhã Ba La Mật khai thị thế gian pháp tướng không. Khi Phật khai thị thế gian không, có người nghi rằng Phật còn chấp trước pháp. Họ nghĩ rằng Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật khai thị thế gian không mà chẳng phải thật tướng pháp, là thường không như vậy. Phật biết rõ tâm niệm của họ nên dạy rằng: ta chẳng ái pháp nên ta biết rõ hết thảy các pháp tướng trước sau, chỉ do tư duy trù lượng mà có, thật chẳng có pháp nào xuất sanh từ không cả. Phật lại dạy: chẳng phải do đọc tụng, chẳng phải do nghe người khác nói mà ta thuyết như vậy. Ta dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật tư duy phân biệt mới khai thị thế gian pháp tướng không. Lại nữa, trong chúng hội có người nghĩ rằng chỉ có Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, phân biệt rõ tâm niệm của họ nên dạy rằng: bất khả tư nghì cũng là rốt ráo không, cũng là bất khả đắc, rốt ráo không còn được gọi là ly, là tịch diệt, vân vân. Ly nói ở đây có nghĩa là phân tán, cho đến chỗ rốt ráo không chẳng còn gì để phân tán nữa. Khi đã vào được nơi rốt ráo không là ly được các tâm và tâm sở pháp, ly được ngôn ngữ, văn tự, như vậy gọi là tịch diệt. Hỏi: vì sao nói hết thảy pháp đều là tự tánh không? Đáp: vì nếu còn phân biệt nói có 18 không là còn có sự đối đãi giữa các pháp. Ví như nói nội không là do y vào nội pháp mà nói. Nếu chẳng có sự phân biệt giữa nội pháp và ngoại pháp thì chẳng nói đến nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không cũng là như vậy. Ở đoạn kinh trên đây có nói đến độc không. Nói độc không là chẳng phải do nhân duyên đối đãi mà nói. Độc không là như hư không, là như pháp tánh thực tế vậy. Có người chấp có đời này mà chẳng có đời sau, như vậy là tà kiến, đọa vào đoạn diệt. Có người chấp có đời này và chấp có thần thường trú sẽ nhập vào thân ở đời sau, như vậy cũng là tà kiến, đọa vào thường kiến. Bát Nhã Ba La Mật ly chấp cả hai bên, bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là trung đạo đế. Tuy nói không mà chẳng chấp không nên Bồ Tát mới có thể vì chúng sanh thuyết về tội phước. Tuy nói tội phước mà chẳng đọa vào thường kiến nên Bồ Tát ở nơi không mà vẫn vô ngại. Nơi đây Phật thuyết hết thảy pháp rốt ráo không mà chẳng chấp đời này đời sau, chẳng chấp thường chấp đoạn vậy. Kinh: ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật vì đại pháp sự mà khởi, Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả tư nghì sự mà khởi, vì bất khả xứng sự mà khởi, vì bất khả lượng sự mà khởi, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật vì đại pháp sự, vì bất khả tư nghì sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật vì đại pháp sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, đại pháp sự của chư Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả tư nghì sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghì sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể nghĩ bàn được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả xứng sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả xứng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể tư duy xứng lượng được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả lượng sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả lượng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể suy lường được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp,
là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là bát nhã ba la mật? Vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Này Tu Bồ Đề, vô đẳng đẳng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể sánh ngang bằng được. Hết thảy chúng sanh chẳng ai có thể sánh ngang bằng Phật được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp là bất khả tư nghị, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, chẳng phải chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp là bất khả tư nghị, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, mà sắc cũng là bất khả tư nghị, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng vậy. Thọ, tưởng, hành, thức dẫn đến nhất thiết chủng trí, pháp tánh, pháp tướng cũng đều là như vậy. Bởi vậy nên các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, sắc bất khả tư nghì, sắc bất khả xứng, sắc bất khả lượng, sắc vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả tư nghì, nhất thiết chủng trí bất khả xứng, nhất thiết chủng trí bất khả lượng, nhất thiết chủng trí vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sắc bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là bất khả đắc, dẫn đến vì sao nhất thiết chủng trí bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là bất khả đắc? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì sắc tướng là chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể tư duy xứng lượng được, chẳng thể suy lường được, chẳng có gì sánh bằng được, nên là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí tướng cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bất khả tư nghì dẫn đến vô đẳng đẳng là khả đắc, có thể được chăng? Sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là khả đắc chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng phải là khả đắc vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là bất khả tư nghì, dẫn đến đều là vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp bất khả tư nghì nên cũng là bất khả tư nghị tướng, dẫn đến Phật pháp là vô đẳng đẳng nên cũng là vô đẳng đẳng tướng. Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghị có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn được, bất khả xứng có nghĩa là chẳng thể xứng lượng được, bất khả lượng có nghĩa là chẳng thể so lường được, vô đẳng đẳng có nghĩa là chẳng thể sánh bằng được. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là như hư không, bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng vậy. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp là bất khả tư nghì, dẫn đến là vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian, trời, người, Atula chẳng thể nghĩ bàn được. Lúc Phật thuyết xong phẩm này, thì có 500 vị tỷ kheo và 20 vị tỷ kheo ni chẳng còn thọ hết thảy pháp, được lậu tận, được tâm giải thoát, chứng quả vị A-la-hán. Lại có 6 vạn ưu bà tắc và ưu bà di xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Lại có 20 vị đại bồ tát được vô sanh pháp nhẫn và sẽ được thọ ký ngay trong huyền kiếp. Luận, ngài Tu Bồ Đề, do đã thâm giải bát nhã ba la mật tướng nên ở nơi hết thảy pháp chẳng còn chấp trước, được vô ngại, sanh tâm hoan hỷ. Ngài bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật, vì đại pháp sự, vì bất khả tư nghì sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Phật ứng chứng lời ngài Tu Bồ Đề và giải thích trọng thêm, khiến ngài Tu Bồ Đề cùng chúng hội đều hoan hỷ tín thọ. Một, đại pháp sự. Đại pháp sự của chư Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh khỏi các khổ đau, ách nạn, thường ban phát cho chúng sanh vô lượng Phật pháp, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh. Hai, bất khả tư nghì sự. Đại pháp sự của chư Phật
là bất khả tư nghị, chẳng có chúng sanh nào có thể nghĩ bàn được. Phật dạy rằng, vì thương xót chúng sanh, vì muốn cứu độ chúng sanh, mà chư Phật ở khắp trong mười phương thường dùng bình đẳng pháp để dìu dắt chúng sanh đến niết bàn, như vậy gọi là bất khả tư nghị sự. Lại nữa, có nhiều vị Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi mà vẫn chẳng ly chúng sanh, chưa vội nhập niết bàn. Chư vị đại Bồ Tát ấy dù đã vĩnh viễn ly dục mà vẫn thị hiện thọ năm dục để phương tiện quá độ chúng sanh. Các ngài phát đại thệ nguyện thọ sanh thân, làm những việc rất khó làm như chịu khổ thay cho chúng sanh, xả thiền định lạc để cùng sống chung với chúng sanh, đồng sự với kẻ ác để phương tiện giáo hóa họ, vào trong pháp hội để hướng dẫn chúng hội, vân vân. Như vậy gọi là bất khả tư nghị sự. Hết thảy chúng sanh chẳng có ai có thể nghĩ bàn được về các đại pháp sự bất khả tư nghị của chư Phật và của chư đại Bồ Tát. 3. Bất khả xứng sự. Đại pháp sự của chư Phật là bất khả xứng, chẳng có chúng sanh nào có thể tư duy xứng lượng được. Bát Nhã Ba La Mật khai thị thật tướng pháp là trí huệ thâm diệu, chẳng phải như trí huệ thế gian cạn cợt thô thiển. Bát Nhã Ba La Mật quảng đại rộng mênh mông, chẳng phải như trí huệ thế gian thiển cận hẹp hòi. Bát Nhã Ba La Mật đem lại đại lợi ích cho chúng sanh, khi tu chưa thành thì cũng được vô lượng phước báo ở cõi trời cõi người, khi tu viên mãn rồi thì được nhất thiết chủng trí, được quả vị Phật, chư Phật và chư đại Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật hành các pháp sự. Hết thảy chúng sanh chẳng có ai có thể tư duy xứng lượng về các pháp sự bất khả xứng của chư Phật và của chư đại Bồ Tát. 4. Bất khả lượng. Đại pháp sự của chư Phật là bất khả lượng, chẳng có chúng sanh nào có thể suy lường được. Vì sao? Vì dù là thường, là vô thường, là thật, là hư, là hữu, là vô, vân vân, thì các pháp bản lai cũng vốn là vô tướng, nên là bất khả lượng, chẳng thể so lường được vậy. Lại có thuyết nói rằng, chấp tướng là có hạn lượng, chẳng có chấp tướng là chẳng có hạn lượng, là vô lượng vậy. Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chấp tướng, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là bất khả lượng. Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề thường hành bốn vô lượng tâm, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là bất khả lượng. Lại nữa, trí huệ thế gian của phàm phu, trí huệ của hàng vị thừa là có hạn lượng, còn trí huệ của Phật và chư đại Bồ Tát là vô hạn lượng, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là bất khả lượng. Hết thảy chúng sanh chẳng có ai có thể suy lường về các pháp sự bất khả lượng của chư Phật và chư đại Bồ Tát. 5. Vô đẳng đẳng sự. Đại pháp sự của chư Phật là vô đẳng đẳng, chẳng có chúng sanh nào có thể sánh kịp, chẳng có thể ngang bằng được. Pháp sự vô đẳng đẳng nói ở đây cũng có nghĩa là pháp niết bàn, là Bát Nhã Ba La Mật. Pháp niết bàn là vô đẳng đẳng, chẳng có pháp hữu vi nào có thể sánh kịp. Thế nhưng nên biết ở cả ba thừa đều có niết bàn, đó là niết bàn Thanh Văn thừa, niết bàn Bích Chi Phật thừa và niết bàn Phật thừa, cũng còn gọi là niết bàn Đại thừa. Niết bàn Đại thừa là trên hết, chẳng có niết bàn nào sánh kịp. Bởi vậy nên nói niết bàn Đại thừa là vô đẳng đẳng. Bát Nhã Ba La Mật đem lại đại lợi cho chúng sanh, chẳng có pháp nào có thể sánh kịp. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là vô đẳng đẳng. Bát Nhã Ba La Mật là Phật pháp vi diệu đệ nhất, chẳng có pháp nào có thể sánh kịp. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là vô đẳng đẳng. Với phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, hành giả thể nhập được vào nơi thật tướng pháp trong tất cả các pháp quán, thì pháp quán về thật tướng pháp và tánh không là tối diệu, phá được lưới tà kiến chấp. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là vô đẳng đẳng.
Bồ Tát được pháp quán bình đẳng này nên thường khởi đại bi tâm cứu độ hết thảy chúng sanh, như vậy gọi là vô đẳng đẳng sự. Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật: vì các đại pháp sự bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng mà khởi, các đại pháp sự đó là Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp. Tất cả bốn pháp nêu ở đoạn kinh trên đây đều là Phật pháp cả. Sở dĩ có bốn tên gọi như vậy vì Phật cũng được gọi là đấng Như Lai, là đấng tự nhiên trí, là đấng nhất thiết trí. Vì Phật có vô lượng công đức nên ngoài bốn danh hiệu này, Phật còn có vô lượng danh hiệu khác nữa. Xem thêm ở quyển 2, phẩm thứ nhất, Bà Già Bà. Một, Phật pháp. Phật pháp là pháp của Phật. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, biết rõ hết thảy các pháp ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai. Phật là tiếng gọi tắt của Phật Đà. Hai, Như Lai pháp. Như Lai pháp là pháp của đấng Như Lai. Như Lai là như pháp tướng, hiểu như pháp tướng, diễn nói theo như pháp tướng, nương theo thật tánh như như mà đến. Phật đã tu sáu pháp ba la mật trong vô lượng kiếp nên thể nhập vào như pháp tướng, tức là đã như thật biết thật tướng các pháp, bởi vậy nên Phật được gọi là đấng Như Lai. 3. Tự nhiên trí pháp. Tự nhiên trí pháp là pháp của đấng tự nhiên trí. Phật tự mình tìm đạo giải thoát, được nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, bởi vậy nên Phật được gọi là đấng tự nhiên trí. Các vị bích chi Phật cũng có được tự nhiên trí, chẳng theo người khác học đạo, tự mình tìm được đạo. Thế nhưng bích chi Phật chưa được đầy đủ nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí như Phật. Còn hàng thanh văn thì do nghe Phật thuyết pháp rồi y chỉ nơi đó tu hành mà chứng đạo. 4. Nhất thiết trí pháp. Nhất thiết trí pháp là pháp của đấng nhất thiết trí. Phật biết rõ hết thảy các pháp hữu vi và vô vi, quá khứ cùng hiện tại và vị lai, biết rõ hết cả ba cõi vân vân. Chẳng có pháp gì mà Phật chẳng biết, nên Phật được gọi là đấng nhất thiết trí. Ngài tu Bồ Đề sợ các Bồ Tát sơ phát tâm sanh tâm chấp pháp, cho là chỉ Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp mới là bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Nên Ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp là bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng chăng? Phật dạy: hết thảy các pháp đều là bất khả tư nghì, dẫn đến đều là vô đẳng đẳng cả. Phật pháp bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là như hư không bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Do Phật pháp bất khả tư nghì dẫn đến vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian, trời, người, Atula chẳng có thể nghĩ bàn được vậy. Hỏi: vì sao số tỷ kheo ni được lậu tận A-la-hán quá ít như vậy? Đáp: ở pháp hội này, Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm, di diệu, bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Phải là những vị lợi căn, thượng trí, đã từ lâu gieo trồng thiện căn mới thâm tính giải được pháp này. Bởi vậy nên tùy theo căn trí mà sự chứng đạo có nhiều sai khác. Hàng ưu bà tắc và ưu bà di, vì còn phải vướng bận việc đời nên chỉ xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh mà thôi, chẳng có vị nào được lậu tận cả. Trong hàng tỷ kheo tăng có rất nhiều vị lợi căn, thượng trí, nên cũng có rất nhiều vị chứng quả vị lậu tận A-la-hán. So với các tỷ kheo tăng thì số tỷ kheo ni được lậu tận A-la-hán rất ít. Vì sao? Vì tuy có thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, nhưng đa số tỷ kheo ni chưa có được huệ căn lanh lợi vậy. Trong kinh nói, sau thời Pháp có 500 vị tỷ kheo tăng được lậu tận A-la-hán,
mà chỉ có 20 vị tỷ kheo ni được quả vị này mà thôi. Riêng trong hàng Bồ Tát có 20 vị do trong vô lượng kiếp đã gieo trồng thiện căn, đã tu tập 6 pháp Ba La Mật, nên vừa nghe xong thời pháp là liền được vô sanh pháp nhẫn. Chư vị đại Bồ Tát này sẽ được Phật thọ ký ngay trong hiền kiếp. Có thuyết nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thọ ký cho chư vị đại Bồ Tát này ngay trong hiền kiếp, nhưng ở các thế giới của các đức Phật khác. Hết quyển 70.